một hoạt động vừa được coi là trò chơi, vừa rèn luyện thể chất cho trẻ. Một hoạt động vừa minh họa cho một số khái niệm khoa học, vừa khuyến khích khả năng tự chế tạo. Một hoạt động vừa thuộc về truyền thống lâu đời của người Việt Nam, vừa mang dấu ấn hiện đại. Đó sẽ là hoạt động của học thông qua chơi ngày hôm nay. Nowadays, kites are more seen as a game for children. So the idea of bringing the tradition, the Asian tradition, Vietnamese tradition, and the game of children, popular game of children, is really interesting for teachers to bring into their classroom. Làm diều là một hoạt động điển hình của học thông qua chơi. Chúng ta hãy cùng xem các thầy cô giáo sẽ áp dụng hoạt động làm diều tại lớp học của mình như thế nào. Các em học sinh có thể sử dụng cái hiểu biết của mình, những cái kiến thức về toán học như là đo đạc hay là về môn mỹ thuật để các em trang trí cái diều của mình. Tôi mong muốn là các con được vừa học vừa chơi, các con vẫn vui tươi và các con vẫn thoải mái, hồn nhiên, tâm trí các con cảm thấy là mệt mà các con vẫn thích, thú. Làm diều là một hoạt động mời trời hấp dẫn đối với học sinh, là một cơ hội tốt để học sinh được trải nghiệm niềm vui, tương tác xã hội, tham gia tích cực, có nhiều thử nghiệm sửa sai và là hoạt động có ý nghĩa. It's a game, so it's fun and naturally it will engage the students. Học thông qua chơi, cẩm nang hoạt động giáo dục dành cho giáo viên và phụ huynh có con ở bậc tiểu học. Chúng ta sẽ cùng xem tại trường tiểu học Phú Thịnh, Thái Nguyên, tiết học được cô giáo ứng dụng hoạt động làm diều sẽ diễn ra như thế nào. Ở trong lớp mình, bạn nào đã được đi thả diều rồi nè? Bạn Chiến à? Em đi thả diều với ai? Cô đã thả diều với ạ. Diều của con thì đi được làm bằng gì? Làm bằng giấy ạ. Làm bằng giấy. Cô cảm ơn bạn Minh. Cô mời bạn Trâm nào. Khi thả diều với chị thì em cảm thấy thế nào? Rất là vui. Bây giờ các bạn hãy theo dõi trên màn hình. Cô giáo sẽ có một số hình ảnh như sau. Em nhìn thấy gì trên hình ảnh nào? Em tô là con bướm ạ. À, con bướm được tô, được vẽ trên gì nhỉ? Trên diều ạ. À, trên diều. Nào, cô lại có gì? Cô là con diều. À, con diều này, trên con diều này có những gì? Cánh, đuôi. Cánh, đuôi. Em thấy nó được trang trí bằng những màu sắc như thế nào? Cầu vồng. À, trang trí bằng 7 sắc cầu vồng. Cô cảm ơn bạn Đức Mạnh. À, vừa rồi các bạn đã được xem một số hình ảnh về con diều. Con có biết là nhờ đâu diều có thể bay được không? Mời về cánh nào. À, nhờ gió. Trên tay cô có gì đây? Đây là mặt trước này. Quan sát kỹ nhé. Con diều này của cô gồm có những bộ phận nào? Tai, đuôi, thân. Cái này con là kiếp. Đuôi, thân, đầu ạ. Đuôi, thân, đầu. Là màu sắc Màu sắc khác nhau. Các bạn hãy quan sát lên đây. Phần thứ nhất chúng ta nhìn thấy phần trước đây chính là thân diều. Thân diều này được là của cô làm bằng giấy. Đây là cô làm bằng hình thoi. Quay mặt sau là phần khung diều cô là... Quan sát, chúng ta thấy cô giáo đã đặt các câu hỏi mở, kích thích học sinh tự quan sát và tư duy để đưa ra câu trả lời. Bằng cách này, học sinh đã bước đầu tạo được tâm lý sẵn sàng để bước sang hoạt động thực hành. Đó là tự tay mình làm ra một con diều. Vậy thì để mà muốn cắt được một thân diều hình vuông hoặc hình quanh như này, được hình thoi như vậy thì em cần phải làm gì? Ai có ý kiến khác? Cô là người có thể đo xong biết cắt. À, đo xong biết cắt rồi, rất là giỏi đấy. Để hoàn thành một chiếc diều như trên tay cô đang cầm, chúng ta cần phải chuẩn bị những gì? Em cho cô là giấy màu, bút màu và giấy trắng ạ. Cho cô là kéo và bút màu ạ. Thế là các bạn đã nói rất là đúng. Để làm được là cái áo diều, thân diều như thế này. Cô đã định hướng để cho các em biết được về cái diều, cách để làm nó. Nhưng mà cô cũng không hoàn toàn là chỉ dẫn theo cách là cầm tay chỉ việc, mà cô để cho các em học sinh tự tìm cái con đường để làm cho ra cái diều của mình. Các bạn hãy cử một bạn nhóm trưởng. Và bạn nhóm trưởng sẽ... Cả lớp được chia thành 6 nhóm. Mỗi nhóm sẽ được cung cấp một bộ vật liệu, đồ dùng để làm diều. Bây giờ các bạn sẽ tự thực hành trải nghiệm ở trong nhóm của mình để hoàn thành sản phẩm. Nào, mời các bạn. Thấy không?
để chúng ta hôn nhau nhé. The first part will be to make the kite. So this is more about hands-on activity, craft, engineering process, so the students can design and create their own kite and they feel more empowered, they feel proud of making themselves that simple object that most of them already know and use. While making a kite, you have to apply some mathematical knowledge. You have to measure the kite. One part of the kite is the paper or the silk, and then you have a structure that can be made on a local material like bamboo, some sticks, chopsticks. Rõ ràng ở đây thì cô giáo là không có áp đặt cho các nhóm là phải làm một con diều với những cái hình thức giống nhau, mà cô để cho các nhóm học sinh tự phát triển cái trí tưởng tượng của mình, tự đưa ra những cái mà nhóm mình sẽ làm để làm sao theo cái cách hiểu và cũng như là theo cái suy nghĩ về việc là như thế là đẹp, như thế là thích thú. Và khi các bạn học sinh làm thì chúng ta cũng nhìn thấy là sản phẩm của mỗi một nhóm rất là khác nhau. Và cái điều quan trọng không phải chỉ là làm ra cái sản phẩm là chiếc diều, mà chính là các em học được thông qua quá trình làm cái sản phẩm ấy. The second part of it can be decorate. So then that's when you bring the creativity, the arts, and the student can make it very personal. They can add whatever. There is no limit to what they can add to their kite and the colors they can use. The material they can use. Bây giờ cô giáo mời các bạn ra sân để thả diều nào. And the last part is flying the kite, and it's probably the most exciting part. The children get to see the product that they realize go up into the air, go up into the sky, and that brings them joy and this feeling of being proud because they did it from A to Z. So that's why through the kite activity, the teacher can really promote the development of children from the cognitive to the physical and the artistic, the creativity of the students. Cái học thông qua chơi, điều quan trọng là cô giáo chỉ là người định hướng, là người dẫn dắt, còn để cho các em tự chơi với nhau. Và thông qua cái việc các em tự chơi với nhau ấy thì các em sẽ học được một điều gì đó, có thể là kiến thức ở trong nhà trường nhưng cũng có thể là kỹ năng xã hội thông qua cái việc chơi này. Thông qua cái phương pháp học mà chơi, các em được tự do sáng tạo, tự do tư duy, tự do làm theo ý thích của mình, làm theo sở thích của mình và không phải sự áp đặt của cô. Từ trước đến nay chúng tôi cũng chưa dám thay đổi, mà bây giờ các em nếu mà được tiếp cận và được học với phương pháp này thì tôi nghĩ là các em rất là thích thú, rất là hứng thú. Chiều nay học thả diều ạ. Em để bạn Bắc cắt những cái hình để em dán vào, còn bạn Thư bạn tô màu, còn em thì làm khung để tạo thân cho diều ạ. Em làm đuôi, em tô màu và em cắt ạ. Em thích nhất là phần thả diều ạ. Bởi vì thả diều rất là vui ạ. Em thích ạ. Hoạt động làm diều của học thông qua chơi đồng thời cũng được áp dụng tại một ngôi trường ở Quảng Trị và dành cho học sinh lớp 1. Chúng ta hãy cùng xem tiết học này diễn ra như thế nào. Với tiết học mỹ thuật dành cho học sinh lớp 1 này,
Bài học là hướng dẫn học sinh cách chấm màu để trang trí những con diều đã được cô chuẩn bị sẵn. Như vậy sẽ phù hợp hơn với các em học sinh lớp 1. Các em học sinh lớp 1 với cái môn mỹ thuật thì các em cũng đang mới làm quen với các cái bảng màu, với một số cái nét vẽ thôi. Ở đây là cái tiết này là cái chấm tròn. Vì thế cho nên là để giúp cho các em học sinh vận dụng được những cái đã học trong cái bảng màu cũng như là cái chấm tròn để có thể hoàn thiện được một cái bức tranh trong cái con diều của mình, thì tôi nghĩ đấy cũng là một cái điểm mà cô giáo đã rất là sáng tạo khi vận dụng cái hoạt động sáng tạo từ những chấm tròn đưa vào trong cái hoạt động thực hành này. Hoạt động thực hành tức là các con sẽ trang trí lên chính con diều của mình bằng cách chấm màu. Cái này là các con đã vận dụng kiến thức đã học, và các con trang trí lên là các con có thể tư duy lựa chọn những màu mà các con yêu thích để các con trang trí lên cái màu đó cho phù hợp. Thì người hoạt động này là các con đã học được kỹ năng trang trí này, và các con lựa chọn được màu này, học được cả kỹ năng làm việc nhóm, về kỹ năng hợp tác giữa các nhóm với nhau. When a teacher wants to bring the kite activity in a classroom, I would advise to make it meaningful. To bring something extra, can refer to the history or the science behind it. They know already that kites can fly, but why? How do we make a kite fly? First, it's made out of very light material, and with the wind, it will be able to take off and fly. So maybe the science behind it, it's difficult for the kids to understand. But once they make their kite, they go outside and they see how science is applied in real life. When they see their own kite flying, then it will be easier for them to actually understand the knowledge, to make the connection between the cognitive domain, the science, the theory, and the real world, what they see, what they do every day. So that's how this activity can be very beneficial for kids, even from a young age. Do thời tiết mưa, nên các bạn học sinh đã phải thực hành thả diều ở ngay hành lang lớp học. Nhưng điều đó không làm các bạn cảm thấy buồn một chút nào. Các em đã chứng minh rằng thả diều ở đâu không quan trọng bằng việc được cùng nhau làm việc đó. Hôm nay là lần đầu tiên con được thả diều như thế. Con thích nhất là thả diều. Em vui, thật thú. Khác biệt ấy, là các em hôm nay là được tự do sáng tạo, được tự làm và cùng làm với các bạn trong nhóm và tự nói, tự chia sẻ. Còn tiết học kia là chỉ dập khuôn và chỉ được làm một mình, được làm cá nhân, có thể tương tác với bạn nhưng mà cũng không được tự do sáng tạo, tự do tư duy để làm được một cái sản phẩm của mình. Tôi cảm thấy là cả con đã học được tốt này, cả con đã hiểu bài, thì niềm vui lớn nhất mà khi đến trên bục giảng là khi con hiểu bài, con đọc được bài, hoặc là con làm được một công việc, một nhiệm vụ nào đó mà cô yêu cầu, là lúc đó cảm xúc của mình là rất vui. Con diều có thể bay cao nhất chính là trí tưởng tượng của trẻ. Học thông qua chơi, cẩm nang hoạt động giáo dục dành cho giáo viên và phụ huynh có con ở bậc tiểu học.